cho em STK qua STK luôn cho uy tín nào. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín 110 Techcombank. Em giỡn hoài luôn á, khùng quá. Trời ơi, tự nhiên anh em mình có quen biết gì đâu mà tự nhiên em donate cho anh 5 triệu đến chơi sự kiện. Thôi em giỡn hoài luôn á. Anh không tin đâu. Anh không tin đâu bé ơi. Ai ai đi vô. Anh không có nhận đâu á nha. Trời ơi. Khùng nữa. Quay có bạn donate cho 20 ngàn nè. Qua online mobile security. Cảm ơn em rất nhiều. Em gửi anh Bo chơi sự kiện ha. Rồi anh Bo cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh Bo bú. Anh Bo bú sùn sụt. Anh nhầm sùn sột. 10 triệu 30 ngàn đúng không? 30 ngàn FC là mấy 30 ngàn FC mới là full dòng sự kiện đúng không? Nào đổi sò. Đổi sò nào. FIFA 4 sò Gagana. Ít thì thu mày cũng phải là 500. Nhiều đó, thì 5 triệu. Chúng mày nghe nói chưa? Chúng mày có số tài khoản của anh rồi. Chúng mày lưu vào. Nghe chưa? Bây giờ là tôi đang có 173 điểm. Mà tôi chơi full thêm một vòng nữa là tôi được 323 điểm. 323 điểm thì tôi nằm khoảng trong đây là chắc chắn tôi sẽ được cái gói best of one cup. Yes sir. Cái gói best of one cup cộng 8 chỉ định. Nhờ chỉ định như này là ngon. 340 đúng tầm đấy. Được bao nhiêu điểm rồi nhờ? Cảm ơn Chính Trung. Em quạt anh Abo. Quay 16.000 FC là được mà khoảng tầm 7 triệu. Bú. Ngoài em cái linh cảm anh Khoa bắt bảo là anh Khoa mới trúng jackpot mà. Nạp 10 triệu vô chơi 3 vòng luôn mày điên à. Rồi mấy ngày mai con ta ăn gì hả mày? Hả? Ngày mai con ta ăn gì? Đúng không? Vinicius Junior lửa Brazil. Ây gà. Con mẹ mày. Alisson Baker đéo hiểu luôn. Mở một gói. Ngon à, ngon à. Lửa nào. Lửa Brazil. Ui. Ui LM. Brazil LM. Ai nhờ. Ui. Mẹ mà David Neres. Ông này đang đó cho con đặc bộ nào vậy? Sao mới lạ dữ vậy ta. Lửa không. Lửa Eden. Ô lộn. Ungagi. Ô lộn. Cái gì á. Trời ơi. Nó lộn nha. Nó lõm nha. Uruguay anh em ơi. Nó lỏ nha. Mở cái này luôn. Hiếm mà sự kiện ngon. À, Siba lửa. Pháo hoa thằng nào. Gói này luôn đi. Ờ, sự kiện lỏ. Không sao. Lửa. Đang mạch thì điển là mờ. Thì điển là mờ thằng lên tay. Trời ơi. Hamburger 115. Má cuối sự kiện nó đen dữ vậy. Má ơi. Rồi hết rồi đó. Hết rồi đó anh em. LL 102 đi.
sự kiện ngon lửa Croatia CM Croatia CM ai đây? Ui 119 ngon nha Brusilic ngon nha. Bán được nha. Coi đá coi đặc bộ nào nhờ. Porto Liverpool luôn à. Brusilic ngon nha, con này ngon. Để đó đây con này đi. Gà Beckham là ngon. Beckham là ngon nha. Beckham NTR ngon. Beckham đấy rồi. Beckham ST à. Anh mở ST là thằng nào ta. Mẹ sao ra với thằng ông này đá cho Liverpool đúng không? Arsenal, Nottingham Forest, West Ham, Burnley, không có Liverpool. Arsenal. Gói gói này đi. Trời ơi. Cavani, Ibra. Lọc không nhờ? Lọc làm đéo gì? Cavani, Ibrahimovic. Theo Hernandez cũng được, theo Hernandez ngon luôn. Lửa. Tây Ban Nha, RB. Mà Tây Ban Nha mà RB là ai ta? Quá cà 113 min luôn này. Ác thì có chứ nhờ. Thôi có này. Có này phải lọc nha. Bỏ Casillas nè, bỏ đây nè. Tìm gì với cầu thủ nè. OVR nè. À đây 104 Casillas nè. Cavani nè, ngon nè. BB ngon nè, BB đá luôn. Không chơi Gullit lỏm lắm. Tây Ban Nha CM. Con mẹ làm sao ra thằng này nhờ? Sao ra mấy cái thằng Barca vậy? Hả? Trời ơi. Mẹ mày hướng hiếm. Hiếm bãi luôn. Tao bán min luôn đó. Thằng nào mua thì mua. 120 min. Ủa bán min 4 thằng luôn. Mẹ mày ngon. Sự kiện ngon. Sự kiện ngon anh em ơi. 100 mà. Đây quăng vô. Rồi hết màn công 7. Có rồi, có anh 7 rồi. Ngon. Có anh 7 rồi anh em. Ngon. Lâm Bắc 110 hơi chua. Hôm nay chắc A7 lên 8 á A4. Hên xui em ơi. Hôm bữa anh chửi nhà phát hành game quá nên là bên Ghana người ta ghét anh, người ta không có cho lên em ơi. Anh hết chửi nhà phát hành game, anh còn gọi điện thoại cho chị Thảo nữa. Nên là người ta ghét anh lắm ma ơi. Đấy. Mới trúng jackpot à. Có đâu, tự nạp tiền vào chứ làm đéo có trúng jackpot. Anh em nghĩ tôi may mắn đấy vậy sao? Ba thằng. Ba thằng cầu về. Anh em ơi.
tinh thần xe ra 7 không bỏ cuộc. Trời ơi bảo tắt mà. Không thể nào lên được 3 con được anh em à. Tin tôi không thể nào lên được 3 con được. Nhà phát hành đang lừa chúng ta. Tin tôi đi, Ghana không có cho mình dễ ăn vậy đâu. Bây giờ là tôi đập hết cái ống cộng 6 này. Thích cái cách anh này đập cộng 8. Mẹ à, mấy con này chỉ số thấp anh em hiểu không? Tin tôi đi, không thể nào lên được. Cầu quá cầu tiêu. Lừa Sané. Đây rồi. Từ nhá, tôi kiếm mấy thằng cộng 7 tôi mở coi anh em. 7 cộng 8. Nhịp lại 6 con cộng 7 đi a. Ừ, đây. Kèo to là mình chịu khó mình mồi cái. Ơi F3 cộng 7 nè, bú. Gì sợ. Lửa luôn á. Mày à, mày mở gói này cũng lửa. Ui dồi ôi, 113 luôn thì phôi đéo đâu mà đập. Trời ơi. Cộng 3, cộng 8, cộng 6, cộng 8 nè. Gói này. Làm quả do cộng 8 bùng nổ luôn ní. Trời ơi, tôi sợ đéo gì ní. Mày à, mà tôi qua khùng mà. Không sợ trời, không sợ đất. À sợ chứ, chỉ sợ vợ. Lửa luôn. Gì vậy? Cờ Việt Nam hả? Ok. Cờ Việt Nam rồi. Ô thật. Nguyên Quang 2 công tam. What the f***. Ảo ở đây. Nhận cái đã. Bù nha, con này bù nha anh em. Đó. Rồi anh Khoa vô lại cái cầu nè. Anh Khoa mồi thằng này trước. Mình còn nhiều lắm. Mình có tiền. Không lẽ lên. Má không lên nữa. Vô lý. Mồi ma mồi quỷ. Đó. Được chưa. Từ từ bây giờ nè. Cái cách của anh Khoa mồi nó hơi khác tí nha tụi bay. 110 đúng không. Đây. Đó. Mình chơi hai kèo to. Xong mình đập anh 7 luôn là đẹp. Cầu về. Đây rồi, phần làm bass. Bây giờ mình mồi Nguyễn Quang Hải. Cộng 9. Mu. Con này lấy cộng 9 bu. Bu mạnh. Đó. Cậu về chúng mày ơi. Quay cậu về chúng mày ơi. Cậu về nè. Goshiva vô hết tranh. Cậu về chúng mày. Cậu về. Đây cậu nó về chúng mày ơi. Timo Wagner. Ơi, cầu nó về anh em ơi. Tập hết. Yes sir. Cầu về. Cầu quá, cầu về tụi mày ơi. Giống tài xỉu quá ní. Tào lao ní. Mẹ, cái này là cái game hên xui ní. Ní bảo tài xỉu. Cờ bạc còn cái này mình chơi mình thua chết mẹ luôn, có ăn được cái cặn gì đâu, tài xỉu. Khùng ní. Ngon, cầu về. Không phải tài xỉu. Cầu về. Tụi bay ơi. Lùm rồi anh Bô chuẩn bị siêu. Cầu về. Ủa, mò hết đống này, tao mò cộng 7 cuối kia. Và xong rồi tao mới đập anh 7. Đó là công thức của tao. Chuẩn bị lưu cái công thức này vào. Đăng lên TikTok cho mấy thằng kia nó xem.
Cầu về, cầu về. Sư, chú cộng sáu luôn kìa, ngon dữ vậy bay. Ngọt như cái mía lùi. 110 giờ, 110 cao quá. 105 thôi. 105 thì nhét 6677 đấy. Bam, nay ngày 8 bú 8 luôn. Đúng, hôm nay ngày 8 bú anh 7. Cầu gì? Cầu gì tụi bay ơi? 113. Tadetaret. Cái gì anh em? Bớt ảo đi mấy cha, tôi không có làm gì hết. Mới tự nhiên gì nói khùng nó điên vậy. À, cầu cầu về. Ở đây rồi. Ô như mai như nay. Thải con mẹ Savi này vô. Chết mẹ thiếu phôi rồi bay. Ừ thiếu phôi đó. Bỏ lâm bát vào á. Như này luôn à. Rồi à, ok. Đủ rồi nè. À, thầy ơi, thầy ơi. Thầy ơi, thầy ốc ơi, thầy ốc ơi, xem cái cú lít ngàn tỷ của con. Ồ, lên. Lên là chọn mới thuyền mới luôn Khoa ơi. Lên là có thuyền mới rồi, ra hồ chơi luôn. Yes sir. Yes sir, yes sir, yes sir. Mình thấy giống lên lắm. Ừ, giống lên đó. Nay ngày đẹp nè. Giống lên lắm. Mấy nhịp rồi nhờ. Manchester đất đạp. Phải đạp xong rồi, rồi kéo cái game đi chỗ khác đi. Kéo cái game xuống dưới rồi kéo lên từ từ các bạn. Boy, ok. Đập tắt game. Không đâu, tắt game, kéo cái game xuống dưới á, xong rồi mình kéo lên từ từ mình dò á. Đấy à. Bấm đập xong rồi nhấp vô cái game kéo xuống dưới. Ừ. Ờ phải kéo hẳn xuống. Kéo hẳn xuống, em kéo mạnh xuống đâu sao đâu, em cứ đè chuột kéo mạnh xuống thôi. Không ấn cái bấm rồi. Đi mẹ ghê chứ. Nên vậy sao á? Rồi. Đen rồi, mà đen rồi anh ơi. Trời đen. Ê thấy cười ơi, mấy thằng cầu thủ nó cười mà. Cười em. Ủa sao mấy thằng sao nó nhảy mà. Trời ơi. Mấy thằng sao nó nhảy vá cà bèo đi. Cầu về đờ. Cầu cá cha mặt cười. Khó thế nhờ. Thôi bố ơi, thôi. Thôi mình làm content thế đủ rồi bố ơi. Bây giờ đập nốt con này nghỉ luôn hả Hoa? Anh quen cho em mấy con phone 120 anh quen ơi. 120 à? Mùa gì nhỉ? Mùa BTB. Không, à, mùa cáp với lại E21. Em cáp mua 5 con 117 cũng được mà. 517 mùa gì anh nhỉ? Ờ, search mùa E21. 517 con 100 tỷ á, mùa là TG á. An F4A Khoa ơi. Có 100 tỷ mắc không ta? Có đó, cáp với E21. Rồi. Ừ, giờ hơn 100 tỷ mà. 117 OVR. Nói chung là em lên con này là em gỡ lại xưa giờ luôn. Bố không anh? Đừng. 119 này, 119 tỷ này. Ném. Ừ, cứ tầm khoảng tầm 100 đến 120 là xúc được em ơi. Ok anh ơi. 100 đến 120 là xúc được. Thử sang cả mùa cáp xem. Từ anh ơi. 141, 153. 162, 146.
mà tốn tiền về anh bảy này hơi bị nhiều rồi đấy thật. Mấy con rồi nhờ? Một, hai nhiều con lắm, chục con này, nhiều lắm. Không, đây là mấy con CD7 nè. Hôm nay thì là hai con thứ hai. Hôm nay là hai con nữa anh ơi. Cái gì hôm nay đập hai con hả? Ừ, nãy mới đập con, nay đập con nữa. À, hôm nay đập giờ con nữa là hai con. Ừ, đập hai con rồi đấy. Hai con nữa rồi đấy. Tầm này thì vướng cái gì với em Khoa? Mồi gì nữa? Mới nãy giờ mồi vãi cà rồi mới ní. À. À. Hai. Làm lại lần nữa. Ok. Tới rồi. Không ngờ là phải thằng Leo. Ba. Như thằng Leo hôm nay nó đi đúng. Bốn. Con này em đập lên nó vẫn còn lên giá, nó phải lên 5, phải lên 10.000. 6. Lên chắc 6:53. Anh vào anh tiếp thêm sức mạnh cho em Bo. Ok anh trai ơi. Mọi người cùng giơ tay nào lên đi. Năng lượng hầm hầm à. Giơ tay nào, tôi giơ cu rồi. Đấy, được đó. Kéo cái đéo gì đấy. Mà nó còn xuống cộng 1 luôn anh à. Má đéo tin luôn thầy. Ngát thật. À, mai dọn gác cho em đập lên cộng 7 tiếp rồi em băm nó tiếp nhanh đó. Có streamer cống hiến cho e-viewer như A Khoa. Cống hiến đâu mày ơi, mày tao tham ấy chứ cống hiến đéo gì. Làm content. Má. Trời ơi, 4.000 tỷ, 3.000 tỷ đi trong vòng một nốt nhạc. Vậy á. Vậy tính ra mình bỏ tiền ra mình mua con này là có lâu rồi đấy mấy đấy. 1.150 tỷ này. 300 mấy tỷ nè. 114 đúng không? Không, không. Quan trọng là con này người ta không bán đâu, chỉ có đập thôi à. Ồ, nay chú bố chúng ta bot à? Mới chúng ta bot hồi nãy nè. Tỷ phú đúng không? Yes sir. Ui, ác cái chứ. Chúng được 16k. Rồi, coi như là mà chơi đồ hình này đi mây giờ gió rồi, 110. Ô, không biết Bo chơi thế thì có được nhận được cái gói quà không nhỉ? Em đang trong top đấy anh. Đang top gói quà World Cup á hả? Đúng rồi. Bè top World Cup. Khoảng tầm 301, 302 gì đó.